Nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với công ty Sublime Entertainment Concerts, công ty Toe & Roll Media sẽ tổ chức Đại Nhạc Hội 2020 K-pop tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 tới đây. Đây là Đại Nhạc Hội được giới trẻ yêu thích âm nhạc K-pop Việt Nam và các nước châu Á đón chờ. Tham gia 2020 K-pop Super Concert là những ca sĩ ban nhạc hàng đầu của Hàn Quốc như Taemin, XOSC, NCT 127, Aris. Các ca sĩ nhóm nhạc sẽ biểu diễn trong 3 tiếng đồng hồ phục vụ các khán giả tại Việt Nam và các nước tham dự Đại Nhạc Hội. Đại Nhạc Hội cũng sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Thời gian qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ vững và phát triển vị thế dẫn đầu của một đài quốc gia, không chỉ trong các chương trình thời sự chính luận mà còn ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu khác của đông đảo công chúng về thể thao, văn hóa, đặc biệt hướng tới nhu cầu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ Việt Nam. Bên cạnh tạo ra một sân chơi cho giới trẻ thưởng thức âm nhạc, Đại Nhạc Hội là cơ hội để người hâm mộ các thần tượng âm nhạc K-pop được trực tiếp xem các thần tượng biểu diễn. Đại Nhạc Hội còn là một sự kiện văn hóa góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đại Nhạc Hội diễn ra vào thời điểm đầu năm 2020 như một trong những sự kiện văn hóa lớn mở đầu năm mới 2020.